an huyện Thanh Liêm, Hà Nam vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng là Trương Văn Mạnh, sinh năm 1998 và Trương Thị May, sinh năm 1995, cùng trú tại thôn Kho Núi, xã Thanh Tâm về hành vi vận chuyển pháo trái phép. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được 7 hộp pháo giàn loại 48 và 36 quả, gồm tổng trọng lượng 10,5 kg. Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận số pháo trên được mua ở Lạng Sơn với giá 6,3 triệu đồng khi đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt.